Và Minh Trí xin gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết đang đến với chương trình ngày hôm nay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Chúng ta có thể là dễ dàng mua sắm ngay bây giờ những chiếc quần đùi cũng như là trang phục lót dành cho các quý ông. Và khi mà chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm này thì quý vị các bạn chúng ta còn có thêm nữa, đó là hai chiếc áo thun rất là chất lượng. Tất cả những sản phẩm đều được sản xuất ngay tại thị trường Việt Nam đến từ thương hiệu Ewin. Đến với VTV Hyundai Home Shopping, thỏa sức lựa chọn, trao trọn niềm tin để quý vị có thể chọn lựa nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Và trong chương trình ngày hôm nay là một cơ hội để chúng ta sẽ dành riêng cho đấng mày râu và nam giới bên trong chính gia đình của mình với chọn một bộ sản phẩm đồ lót nam 12 món của thương hiệu Ewin. Được sản xuất tại Việt Nam, chúng ta sẽ có bao gồm là 5 chiếc quần đùi, 5 chiếc quần lót dạng classic truyền thống, và chúng ta sẽ có thêm 2 chiếc áo thun ba lỗ cho nam giới có thể mặc tại nhà hoặc là tập luyện thể dục thể thao quý vị và các bạn nha. 590.000 đồng là mức giá cực kỳ ưu đãi, và để đặt hàng, chúng ta sẽ gọi vào số điện thoại quen thuộc 1900 7137, truy cập vào website vtvhyundai.vn để được tư vấn kỹ hơn, và chắc chắn chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà cho quý vị. Bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, mức giá 590.000 đồng, bao gồm 12 món, 5 quần đùi, 5 quần lót kiểu bikini và 2 áo thun ba lỗ. Bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, thiết kế trẻ trung, năng động và sành điệu. Bộ quần lót cổ điển với đường chỉ may tinh tế ôm khít cơ thể. Bộ quần đùi form rộng rãi, dễ chịu và không gò bó trong mọi hoạt động. Áo ba lỗ ôm sát cơ thể, thấm hút mồ hôi cực tốt. Chọn bộ đồ lót nam 12 món của thương hiệu Ewin, thoải mái, dễ chịu và đặc biệt thấm hút mồ hôi tốt. Quần lót bikini 92% cua tông và 8% spandex, co giãn 4 chiều. Quần đùi và áo ba lỗ 100% cua tông, thoáng mát, hút ẩm tốt. Trọn bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, nhiều kích thước giúp dễ dàng chọn lựa tùy theo chiều cao và trọng lượng của cơ thể. Size M, size L và size XL, hãy gọi ngay đến tổng đài để được tư vấn về size chính xác nhất. Sử dụng an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nam giới. Quý vị thân mến, để có thể bảo đảm sức khỏe dành cho nam giới, chúng ta thường phải từ 3 đến 6 tháng thay đổi liên tục những chiếc quần lót, và làm sao để chọn lựa được những chiếc quần lót với kích thước vừa vặn với cơ thể, không chật quá cũng không động quá. Ngày hôm nay trên chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping đang mang lại cho đấng mày râu và nam giới bên trong chính gia đình của mình chọn một bộ với những chiếc quần đùi và quần lót của thương hiệu Ewin. Chúng ta sẽ có ngay 5 chiếc quần lót bikini với kiểu dáng bikini và ôm sát cơ thể với chất liệu 92% là sợi cổ tông và 8% là sẽ spandex co giãn, thấm hút mồ hôi cực tốt, giúp cho nam giới có thể tự tin vận động đến môi trường làm việc hoặc tập luyện thể dục thể thao. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm 5 chiếc quần đùi với họa tiết caro và nhiều màu sắc để có thể dễ dàng chọn lựa và thay đổi mỗi ngày. Ngoài ra còn có thêm 2 chiếc áo thun ba lỗ, những chiếc quần đùi và áo thun ba lỗ với 100% là sợi cô tông, thấm hút mồ hôi cực tốt, dễ dàng giặt phơi. Cho dù là thời tiết nắng nóng hoặc là trong những ngày đông lạnh, chúng ta cũng có thể tự tin trở thành những bộ trang phục mặc nhà có ngay những chiếc quần lót, những chiếc quần đùi và những chiếc áo thun ba lỗ của thương hiệu Ewin với mức giá cực kỳ ưu đãi 590.000 đồng trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Nhẩm tính một bài toán kinh tế, chúng ta sẽ thấy mức giá ngày hôm nay rất là hấp dẫn cho đến số lượng 12 món trong một sản phẩm chính của mình. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ có ngay đó chính là 5 chiếc quần lót, chất liệu co giãn 4 chiều, rất là thoải mái khi mặc và vận động. Chúng ta có thêm 5 chiếc quần đùi nữa, có thể biến nó thành những chiếc quần đùi mặc nhà thoải mái, dễ chịu khi mà chúng ta đi ngủ hoặc là khi chúng ta sinh hoạt ở trong gia đình của mình. Và còn có thêm là 2 chiếc áo thun ba lỗ nữa quý vị các bạn. Với bộ sản phẩm này, chúng ta có thể là dễ dàng cho vào bên trong vali, trong ba lô của mình mỗi khi mà chúng ta mang đi công tác, hoặc là chúng ta thay mới ngay những chiếc quần lót hay là những chiếc quần đùi đã cũ kỹ ở trong gia đình của mình. Chất liệu không còn tốt, không còn co giãn và bền chắc như trước nữa. Khi quý vị các bạn chúng ta sở hữu bộ sản phẩm này, chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi, và mình có thể ngay bây giờ gọi đến tổng đài để cung cấp cho chúng tôi về số đo cơ thể của quý vị để chúng tôi giúp quý vị các bạn chúng ta lựa chọn size M, size L hoặc là size XL quý vị nhé. Các chị em phụ nữ cũng có thể giúp các quý ông mua sắm bằng một cuộc gọi điện thoại mà thôi, 1900 7137, hoặc dễ dàng mua sắm trực tuyến cùng VTV Hyundai. Quý vị các bạn thân mến, việc mua sắm những chiếc quần lót hay là quần đùi cho gia đình của mình là một việc chúng ta nên làm đều đặn thường xuyên. Thay đổi những chiếc quần đã cũ bằng những chiếc quần mới có độ co giãn tốt hơn, chất lượng hơn và mặc cũng thoáng mát, thấm hút mồ hôi hơn nữa. Với bộ sản phẩm ngày hôm nay thì cũng ý nghĩ là có một sự gợi ý rất là chất lượng dành cho gia đình của mình, có thể là lựa chọn ngay bây giờ. Và trước khi chúng ta tìm hiểu bộ sản phẩm thì Phụng Yến muốn hỏi Minh Trí là khi mà Minh Trí lựa chọn những chiếc quần lót hay là lựa chọn những chiếc quần đùi đi, thì những cái tiêu chí nào là Minh Trí hay là lựa chọn nhiều nhất?
Thật ra thì nam giới trước kia vẫn chưa quan tâm lắm về việc là thay đổi quần lót thường xuyên, nhưng mà để bảo vệ sức khỏe cho mình thì đã được khuyên rằng là từ 3 đến 6 tháng là mình nên đổi những chiếc quần lót để có thể là bảo vệ sức khỏe dành cho nam giới. Và kinh nghiệm để chọn lựa được những chiếc quần lót thì chúng ta không nên chọn những chiếc quần quá rộng hoặc là quá chật, mà phải chọn về form dáng làm sao để vừa vặn và đặc biệt là chất liệu để có thể là thấm hút mồ hôi cực tốt. Bởi vì nam giới thì thường xuyên phải vận động nè, hoặc là làm việc là vận động, chúng ta có thể tập luyện thể dục thể thao và tuyến mồ hôi sẽ bài tiết rất là nhiều. Và do đó chúng ta cần chọn lựa những chất liệu cô tông để thấm hút mồ hôi và co giãn cũng như ôm dáng trọn cái form dáng của mình. Ngày hôm nay trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping thì đầu tiên chúng ta sẽ có trong một bộ sản phẩm lên đến 12 món là chúng ta sẽ có ngay 5 chiếc quần lót quý vị nha. 5 chiếc quần lót với kiểu dáng bikini và chất liệu đó chính là sẽ có bao gồm 92% là sợi cô tông và 8% đó là sợi spandex cực kỳ co giãn. Cùng với cái phần lưng như thế này của thương hiệu Enwin sẽ ôm sát trọn cái phần hông của mình để giúp cho quý vị và các bạn cảm nhận được đó chính là độ co giãn và đàn hồi để có thể là ôm trọn. Chúng ta có thể mặc đến cơ quan công sở hoặc là chúng ta có thể mặc đến tập luyện thể dục thể thao. Cùng với chất liệu là thun cô tông cũng như là sợi spandex, cũng như là chúng ta sẽ cảm nhận là sẽ không có bị hằn hoặc là chúng ta sẽ bị không có bị ngứa ngáy hay khó chịu. Để quý vị và các bạn có thể dễ dàng chọn lựa thì chúng ta sẽ có 3 kích thước khác nhau, đó chính là size M, size L và size XL. Quý vị chỉ cần là cung cấp về số đo chiều cao và cân nặng cho tổng đài để các bạn tổng đài viên sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn một kích thước vừa vặn hơn. Và đặc biệt là ngoài 5 chiếc quần lót ra thì chúng ta vẫn sẽ có thêm đó là 5 chiếc quần đùi quý vị nhé. Và Hùng Yến để ý thấy là cả những chiếc quần lót hay là quần đùi đều sẽ có những cái màu sắc rất là dễ dàng cho mình có thể là mặc thoải mái và kết hợp trang phục được tiện lợi. Ví dụ như quý vị có những chiếc quần lót với lại sắc đen nè, sắc nâu hay là sắc xám chẳng hạn. Còn với những chiếc quần đùi thì chúng ta sẽ có những chiếc quần đùi màu sắc là caro phối hợp như thế này. Đúng nhìn rồi. Rất là trẻ trung và năng động quý vị ạ. Thường là những chiếc quần đùi này thì Hùng Yến hay thấy là các quý ông hay mặc ở nhà để mình cảm thấy là thoải mái, để nó dễ chịu hơn trong những cái cử động của mình. Thì quý vị hãy cùng nhìn vào những chiếc quần đùi này, thiết kế tuy rất là đơn giản thôi nhưng mà những cái đường cắt cũng như là những cái đường may và những cái thiết kế chi tiết nhỏ đó nó giúp chúng ta mặc cảm thấy là thoải mái, dễ chịu trong những cử động suốt cả một ngày dài quý vị nha. Một chiếc quần đùi như thế này thì phần bản lưng là phần bản lưng thun vừa phải, nó không quá to, nó cũng không quá nhỏ, nó vừa phải như thế này. Và lưng thun với vi dây phần đan như thế này rất là chắc chắn quý vị ạ. Khi mà chúng ta mặc như vậy sẽ cảm thấy là thoải mái, dễ chịu, không có bị quá bó hay là bị quá hằn ngấn ở trên cơ thể của mình. Và chất liệu cô tông như thế này quý vị cũng cảm nhận được cái độ mỏng, cái độ mềm của nó như thế này. Khi mà Phùng Yến chạm vào nó rất là dịu, nó rất là mỏng thôi, để khi mà chúng ta mặc vào không có bị hằn ngấn, không có bị khó chịu. Mặt khác là quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy đó là thoáng mát, dễ chịu vô cùng, cùng với lại chất liệu cô tông như thế này quý vị nha. Những đường may cũng rất là đều đặn thẳng tắp ở trên sản phẩm của mình luôn. Và với họa tiết caro nữa, họa tiết caro kết hợp giữa màu xanh nè hay là những sắc cam nhẹ nhàng như thế sẽ giúp là chiếc quần của chúng ta trông trẻ trung hơn, trông tươi mắt hơn khi mà mình mặc nó ở nhà. Đó, mình chỉ có thể là nhìn thấy rất là nhiều những họa tiết caro khác nhau luôn. Và khi mà mình về nhà mặc chiếc quần này thì cũng cảm thấy là mình trẻ trung, vui nhộn hơn rất nhiều. Như vậy là cùng với 5 chiếc quần lót với những màu sắc là màu đen, màu xám, màu nâu và màu xanh đen thì chúng ta sẽ có 5 chiếc quần đùi với họa tiết caro cũng với họa tiết caro khác nhau, giúp cho chúng ta sẽ tự tin để chọn lựa những chiếc quần đùi mặc nhà ở mỗi ngày. Và gắn liền với những chiếc quần đùi thì quý vị sẽ còn có thêm đó là 2 chiếc áo thun ba lỗ với chất liệu đó là 100% là sợi cô tông, để giúp cho chúng ta có thể là trang phục mặc nhà nè, khi đi ngủ hoặc là chúng ta có thể mặc tập luyện thể dục thể thao thì cũng rất là tiện lợi. Chất liệu là 100% là sợi cô tông cùng với chiếc áo thun ba lỗ như thế này thì giúp cho quý vị sẽ chọn lựa cũng với 3 kích thước tương tự, size M, size L và size XL. Như vậy là tổng trọng một bộ sản phẩm của chúng ta sẽ lên đến 12 món quý vị và các bạn nha. Những chiếc áo thun ba lỗ như thế này, những chiếc quần ngủ cũng như là ngay cả những chiếc quần lót nữa, 12 món nhưng mà mức giá cực kỳ ưu đãi, 590.000 đồng mà thôi. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội mua sắm hấp dẫn qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137, đến với VTV Hyundai Home Shopping, thỏa sức lựa chọn trang trọng niềm tin. Bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, mức giá 590.000 đồng, bao gồm 12 món, 5 quần đùi, 5 quần lót kiểu bikini và 2 áo thun ba lỗ. Bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, thiết kế trẻ trung, năng động và sành điệu. Bộ quần lót cổ điển với đường chỉ may tinh tế ôm khít cơ thể. Bộ quần đùi form rộng rãi, dễ chịu và không gò bó trong mọi hoạt động. Áo ba lỗ ôm sát cơ thể, thấm hút mồ hôi cực tốt. Trọn bộ đồ lót nam 12 món của thương hiệu Ewin, thoải mái, dễ chịu và đặc biệt thấm hút mồ hôi tốt. Quần lót bikini 92% cô tông và 8% spandex, co giãn 4 chiều. Quần đùi và áo ba lỗ 100% cô tông, thoáng mát, hút ẩm tốt.
Trọn bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin. Nhiều kích thước giúp dễ dàng chọn lựa tùy theo chiều cao và trọng lượng của cơ thể. Size M, size L và size XL. Hãy gọi ngay đến tổng đài để được tư vấn về size chính xác nhất. Sử dụng an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nam giới. Quý vị và các bạn đang quay trở lại phim trường VTV Hyundai Home Shopping để chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương trình mua sắm hấp dẫn dành riêng dòng sản phẩm cho nam giới và đấng mày râu ở bên trong chính gia đình của mình. Sản phẩm ngày hôm nay chúng ta sẽ có trọn bộ lên đến 12 món những sản phẩm quần đùi và quần lót dành cho nam giới của thương hiệu Ewin, được sản xuất cũng như là sản xuất tại Việt Nam để giúp cho quý vị an tâm chọn lựa. Đặc biệt là chị em phụ nữ khi theo dõi chương trình này cũng là một cơ hội để mình có thể dành tặng sự quan tâm đến ông xã của mình hoặc là đến những người con trai bên trong chính gia đình của mình, quý vị và các bạn nha. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn đầu tiên, đó chính là trong trọn một bộ 12 món chúng ta sẽ có ngay 5 chiếc quần lót với chất liệu là 92% là sợi cô tông và 8% là sợi spandex co giãn của thương hiệu Ewin, cùng với phần bản lưng vừa phải như thế này sẽ ôm sát trọn cơ thể của mình để nâng đỡ phần cơ thể và để bảo vệ sức khỏe dành cho nam giới. Chất liệu cô tông co giãn sẽ giúp cho quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được là sự đàn hồi cũng như thấm hút mồ hôi cực tốt trong suốt quá trình là nam giới vận động hoặc là làm việc thể dục thể thao. Với thun co giãn 4 chiều, ngay cả các phần đai lưng ở phía trước hoặc là phần bên hông như thế này, quý vị có thể dễ dàng quan sát kỹ hơn. Từng đường may rất là chắc chắn cũng như là nhiều màu sắc cho quý vị và các bạn dễ dàng chọn lựa, đó chính là màu xanh đen, màu xám hoặc là màu nâu, để giúp chúng ta có thể thoải mái và bảo vệ sức khỏe cho nam giới với những chiếc quần lót như thế này. Từ 3 đến 6 tháng thì chúng ta nên chọn lựa và thay đổi những chiếc quần lót một lần để có thể là đảm bảo sức khỏe dành cho nam giới. Chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị và các bạn với 3 kích thước, 3 sự chọn lựa khác nhau, đó là size M, size L và size XL. Chúng ta chỉ cần cung cấp về số đo chiều cao và cân nặng thì quý vị sẽ được tư vấn kỹ hơn những chiếc quần lót vừa vặn kích thước cơ thể của mình, quý vị và các bạn nha. Và chưa dừng lại, chúng ta vẫn còn có thêm nhiều sự chọn lựa khác. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ có ngay đó chính là 5 chiếc quần lót rồi, và mình còn có thêm là 5 chiếc quần đùi nữa trong bộ sản phẩm của mình. Mình có thể là mua sắm những chiếc quần đùi này các quý ông khi mà trở về gia đình của mình, có thể là chúng ta lựa chọn ngay những chiếc quần đùi như thế này mặc thoải mái dễ chịu cho những cử động trong nhà chẳng hạn. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ nhìn thấy vào ngay những chiếc quần đùi có dáng vừa phải, nó không có quá dài cũng không có quá ngắn, vừa ở ngang cỡ phần đùi như thế này của mình đây. Và với phần đai lưng là bản lưng thun rất là tiện lợi sử dụng quý vị à, những bản nhỏ vừa phải như thế này thôi để nó vừa ôm nhẹ trong cơ thể của chúng ta, không có quá chật, không có quá cứng khó chịu quý vị nhé. Và ở ngay khu vực giữa thì chúng ta sẽ có đó là một phần nút cài tiện lợi để quý vị các bạn chúng ta sử dụng. Và cái chất liệu thì chất liệu cô tông rất là mềm, rất là mịn quý vị à, nó có một cái độ rũ nhẹ cũng như là độ mỏng như thế này để quý vị khi mà mình mặc vào mình sẽ thấy mát, mình sẽ không có cảm thấy là hằn ngấn khó chịu gì cả quý vị à. Và độ co giãn cũng cực kỳ tốt luôn. Ví dụ như là Yến cầm chiếc quần ở đây, quý vị có thể là quan sát được cái phần đai lưng nó co giãn rất là tốt như thế này, để trong quá trình chúng ta mặc thì mình sẽ thấy là dễ chịu, thoải mái vô cùng. Chất liệu vải mềm mịn, không có gây kích ứng da, cho nên là khi quý vị mặc vào sẽ cảm thấy là thoải mái dễ chịu nữa. Và phần cắt đùi như thế này cũng là một cái bản đùi khá là rộng luôn. Phần đùi rộng này để khi mà quý vị các bạn chúng ta mặc, chúng ta cử động mình sẽ thấy thoáng mát dễ chịu vô cùng, không có bị hằn ngấn hay là bị bí khó chịu quý vị nha. Những chiếc quần đùi thì Vũ Yến nghĩ là những cái vật dụng mà không thể thiếu trong tủ quần áo của các quý ông đâu. Và nhiều khi là không phải là các quý ông đi mua sắm mà là các chị em phụ nữ mua sắm giúp cho các quý ông ở trong gia đình của mình, có thể là những người vợ mua cho ông xã của mình chẳng hạn. Thì phụ nữ thì thường chú ý rất là kỹ đến cái yếu tố đó là chất liệu cũng như về cả yếu tố là kiểu dáng và màu sắc nữa. Và ở đây những chiếc quần như thế này là phối caro với nhiều những cái màu xanh hay là những cái màu nâu, những cái màu kem nhẹ như thế hòa quyện cùng với nhau, thì Vũ Yến thấy là màu sắc của nó cũng rất là tươi tắn đó Minh Trí à. Cùng với 5 chiếc quần đùi, 5 chiếc quần lót, chúng ta vẫn còn có thêm đó là 2 chiếc áo thun ba lỗ với chất liệu đó là 100% là sợi cô tông, thấm hút đàn hồi, giúp cho nam giới có thể mặc ngủ hoặc là giúp chúng ta có thể là tập luyện thể dục thể thao, chạy bộ vào mỗi buổi sáng. 2 chiếc áo thun ba lỗ cũng có 3 kích thước khác nhau là size M, size L và XL quý vị và các bạn nha, giúp cho chúng ta có thể an tâm hơn để chọn lựa cũng như là thấm hút mồ hôi cực tốt để cho nam giới có thể tự tin thể hiện và mặc chung với nhiều bộ trang phục khác nhau khi chúng ta đến với cơ quan công sở hoặc là chúng ta tập luyện thể dục thể thao vào mỗi buổi sáng. Tổng cộng chọn một bộ sản phẩm 2 chiếc áo thun ba lỗ 100% cô tông, 5 chiếc quần đùi 100% cô tông và 5 chiếc quần lót bikini 92% sợi cô tông và 8% là sợi spandex. Hãy chọn lựa ngay cùng với mức giá cực kỳ ưu đãi mà chúng tôi đang áp dụng trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, 590.000 đồng mà thôi. Và Phương Yến thấy là với 590.000 đồng mà mình vừa có đến là 5 quần lót, 5 quần đùi và thêm 2 áo thun nữa. Như vậy là quý vị mua sắm rất là hấp dẫn cùng với chương trình ngày hôm nay. Ví dụ như là những ông xã của chúng ta đi công tác chẳng hạn, thì những người vợ có thể là gói gọn
lại những chiếc áo thun ba lỗ hay là những chiếc quần đùi như thế này bỏ vào bên trong vali nè, trong ba lô nè, để khi mà đến có thể là đến nơi ở thì chúng ta có thể là mặc rất là gọn gàng, thoải mái và dễ chịu quý vị nha. Và với chất liệu rất là mỏng, rất là nhẹ như thế này, chúng ta cũng cuốn nó rất là gọn gàng lại, nhét vào ở bên trong vali của mình cũng không có tốn diện tích là bao nhiêu cả quý vị ạ. Và khi mà chúng ta sử dụng chất liệu cô tông thoáng mát sẽ giúp cho quý vị các bạn chúng ta luôn cảm thấy dễ chịu, luôn cảm thấy thoải mái, dù là chúng ta có thể là mặc ở trong những cái thời tiết nóng bức nè, hay là chúng ta mặc luyện tập thể dục thể thao, thì những chất liệu mềm mịn như thế này cũng sẽ giúp cho làn da của chúng ta luôn cảm thấy được sự dễ chịu và thoải mái. Quý vị có thể cung cấp về số đo và chiều cao và tổng đài quen thuộc là 1900 7137, hoặc truy cập vào website vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, mức giá 590.000 đồng, bao gồm 12 món, 5 quần đùi, 5 quần lót kiểu bikini và 2 áo thun ba lỗ. Bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, thiết kế trẻ trung, năng động và sành điệu. Bộ quần lót cổ điển với đường chỉ may tinh tế ôm khít cơ thể. Bộ quần đùi form rộng rãi, dễ chịu và không gò bó trong mọi hoạt động. Áo ba lỗ ôm sát cơ thể, thấm hút mồ hôi cực tốt. Trong bộ đồ lót nam 12 món của thương hiệu Ewin, thoải mái, dễ chịu và đặc biệt thấm hút mồ hôi tốt. Quần lót bikini 92% cô tông và 8% spandex, co giãn 4 chiều. Quần đùi và áo ba lỗ 100% cô tông, thoáng mát, hút ẩm tốt. Trong bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, nhiều kích thước giúp dễ dàng chọn lựa tùy theo chiều cao và trọng lượng của cơ thể. Size M, size L và size XL, hãy gọi ngay đến tổng đài để được tư vấn về size chính xác nhất. Sử dụng an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nam giới. Quý vị thân mến, để có thể bảo đảm sức khỏe dành cho nam giới, chúng ta thường phải từ 3 đến 6 tháng thay đổi liên tục những chiếc quần lót, và làm sao để chọn lựa được những chiếc quần lót với kích thước vừa vặn với cơ thể, không chật quá cũng không rộng quá. Ngày hôm nay trên chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping đang mang lại cho đấng mày râu và nam giới bên trong chính gia đình của mình chọn một bộ với những chiếc quần đùi và quần lót của thương hiệu Ewin. Chúng ta sẽ có ngay 5 chiếc quần lót bikini với kiểu dáng bikini và ôm sát cơ thể với chất liệu 92% là sợi cô tông và 8% là sợi spandex co giãn, thấm hút mồ hôi cực tốt, giúp cho nam giới có thể tự tin vận động đến môi trường làm việc hoặc tập luyện thể dục thể thao. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm 5 chiếc quần đùi với họa tiết caro và nhiều màu sắc để có thể dễ dàng chọn lựa và thay đổi mỗi ngày. Ngoài ra còn có thêm 2 chiếc áo thun ba lỗ, những chiếc quần đùi và áo thun ba lỗ với 100% là sợi cô tông, thấm hút mồ hôi cực tốt, dễ dàng giặt phơi. Cho dù là thời tiết nắng nóng hoặc là trong những ngày đông lạnh, chúng ta cũng có thể tự tin trở thành những bộ trang phục mặc nhà có ngay những chiếc quần lót, những chiếc quần đùi và những chiếc áo thun ba lỗ của thương hiệu Ewin với mức giá cực kỳ ưu đãi 590.000 đồng trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Nhẩm tính một bài toán kinh tế, chúng ta sẽ thấy mức giá ngày hôm nay rất là hấp dẫn cho đến số lượng 12 món trong bộ sản phẩm chính của mình. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ có ngay đó chính là 5 chiếc quần lót, chất liệu co giãn 4 chiều, rất là thoải mái khi mặc và vận động. Chúng ta có thêm 5 chiếc quần đùi nữa, có thể biến nó thành những chiếc quần đùi mặc nhà thoải mái, dễ chịu khi mà chúng ta đi ngủ hoặc là khi chúng ta sinh hoạt ở trong gia đình của mình. Và còn có thêm là 2 chiếc áo thun ba lỗ nữa quý vị và các bạn ạ. Với bộ sản phẩm này, chúng ta có thể là dễ dàng cho vào bên trong vali, trong ba lô của mình mỗi khi mà chúng ta mang đi công tác, hoặc là chúng ta thay mới ngay những chiếc quần lót hay là những chiếc quần đùi đã cũ kỹ ở trong gia đình của mình. Chất liệu không còn tốt, không còn co giãn và bền chắc như trước nữa. Khi quý vị các bạn chúng ta sở hữu bộ sản phẩm này, chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi, và mình có thể ngay bây giờ gọi đến tổng đài để cung cấp cho chúng tôi về số đo cơ thể của quý vị, để chúng tôi giúp quý vị các bạn chúng ta lựa chọn size M, size L hoặc là size XL quý vị nhé. Các chị em phụ nữ cũng có thể giúp các quý ông mua sắm bằng một cuộc gọi điện thoại mà thôi, 1900 7137, hoặc dễ dàng mua sắm trực tuyến cùng vtvhyundai.vn. Quý vị các bạn thân mến, trong bộ sản phẩm của mình thì có 2 chiếc áo thun ba lỗ rất là chất lượng, co giãn tốt cũng như là thấm hút mồ hôi, sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi mà mặc cả một ngày dài năng động quý vị nha. Những chiếc áo thun ba lỗ như thế này thì quý vị các bạn chúng ta có thể là rất là dễ dàng sử dụng trong những dịp như là khi mà đi tập luyện thể dục thể thao nè, hoặc là chúng ta có thể là mặc trong những cái chiếc áo sơ mi chẳng hạn. Với áo thun ba lỗ trắng thì mình có thể là mặc chung với những chiếc áo sơ mi mỏng ở bên ngoài, và những chiếc áo thun ba lỗ này có bản vừa phải, ôm gọn phần vai của chúng ta và cũng cổ rộng tròn
tròn vừa phải quý vị nha. Và chất liệu thoáng mát, hút ẩm giúp chúng ta mặc cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Ví dụ như là quý vị và các bạn, chúng ta khi mà lựa chọn những chiếc áo thun ba lỗ này á, ở bên ngoài thị trường thì nó có rất là nhiều loại, nhiều dòng khác nhau. Mình lại phải tốn thời gian mua sắm khá là nhiều, từ là áo thun tới quần đùi, quần lót chẳng hạn. Nhưng mà trọn một bộ sản phẩm ngày hôm nay thì quý vị các bạn chúng ta đã có đầy đủ là vừa áo thun, vừa quần đùi mới, vừa quần lót mới cho gia đình của mình, mà mức đầu tư lại rất là hấp dẫn quý vị nha. Chúng ta hãy nhìn chiếc áo thun ba lỗ Phụng Yến đang cầm trên tay đây. Cảm giác cầm vào thì rất là mịn tay, bởi vì chất liệu cotton rất là mát, rất là dịu mịn, không có gây kích ứng da, và nó cũng co giãn tốt nữa. Để khi mà quý vị các bạn chúng ta mặc vào, ví dụ như luyện tập thể dục thể thao hay là chúng ta nằm chúng ta lăn trở thì cũng sẽ cảm thấy là dễ chịu, không có bị hằn, không bị bức bối khó chịu quý vị nha. Và giặt cũng rất là mau khô đó Minh Trí à. Đúng rồi, kết hợp với những chiếc áo thun ba lỗ thì chúng ta sẽ có ngay 5 chiếc quần đùi, chúng ta sẽ trở thành những bộ trang phục mặc nhà dành riêng cho nam giới. Với họa tiết là caro, quý vị sẽ dễ dàng chờ có thể là thay đổi theo từng ngày một. Chúng ta sẽ có 5 họa tiết caro khác nhau, với màu xanh là xanh nhạt, xanh đậm hoặc là màu nâu, kết hợp với những sọc caro rất là mạnh mẽ ở đây của thương hiệu Ewin, được sản xuất tại Việt Nam, với chất liệu đó là 100% là sợi cotton. Những chiếc quần đùi nam như thế này quý vị nha, với 3 kích thước khác nhau là size M, size L với L, giúp cho nam giới có thể thoải mái mặc nhà nè, chúng ta vận động cũng như là tập luyện thể dục thể thao, hay là trở thành những chiếc quần ngủ tiện lợi hơn trong chọn một bộ 12 món. Và chúng ta vẫn tiếp tục sẽ có thêm, đó chính là 5 chiếc quần lót nam với kiểu dáng đó là bikini, để cho quý vị có thể dễ dàng chọn lựa. Và từ 3 đến 6 tháng chúng ta nên thay đổi quần lót một lần để có thể bảo vệ sức khỏe của nam giới, với nhiều màu sắc khác nhau, đó là màu xanh đen nè, màu nâu, màu xám hoặc là màu đen, cùng với bản lưng vừa phải và ôm trọn cái phần cơ thể của mình như thế này đây, sẽ đảm bảo là chúng ta sẽ không bị ngứa ngáy hay khó chịu, hoặc là không có để lại cái đường hằn quý vị nha. Chất liệu 92% là sợi cotton và 8% là sợi spandex, sẽ ôm trọn cái phần đùi của mình cũng như là cái phần mông, giúp cho quý vị có thể dễ dàng chọn lựa được những chiếc quần lót chúng ta sẽ vui lòng cung cấp chiều cao và cân nặng cho tổng đại viên theo số tổng đài là 19007137. Chọn lựa những chiếc quần lót thì vừa phải, chúng ta không nên chọn những chiếc quần rộng quá hoặc là chật quá, vừa vặn với cơ thể của mình, đặc biệt là phần đùi như thế này quý vị nha, cho đến phần hông, của thương hiệu Ewin, được sản xuất tại Việt Nam. Chất liệu co giãn tốt, hút mồ hôi cực tốt, để chúng ta có thể dễ dàng vận động làm việc ở mọi lúc mọi nơi. Và kết hợp chúng ta sẽ có ngay 5 chiếc quần lót với 3 kích thước, size M, size L và XL. Một lần nữa gọi vào số tổng đài quen thuộc 19007137. Phụng Yến nghĩ là khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn chiếc quần lót này thì mình sẽ rất là yên tâm. Hàng chính hãng của thương hiệu Ewin, được sản xuất ngay tại thị trường Việt Nam. Chúng ta biết rõ về nguồn gốc xuất xứ của những chiếc quần lót, những chiếc quần đùi hay là những chiếc áo thun ba lỗ như thế này. Bởi vì đôi khi khi mà quý vị các bạn chúng ta mua sắm ở bên ngoài thị trường thì tất nhiên có rất là nhiều những dòng quần lót, nhiều loại khác nhau, nhiều chất liệu, nhiều thương hiệu và nhiều nguồn gốc xuất xứ nữa. Mình lại phân vân không biết là lựa chọn làm sao cho những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng cho bản thân mình, hoặc là sử dụng làm quà tặng cho những quý ông yêu thương. Thì ngày hôm nay đến với chương trình này, chúng ta đã có một cơ hội mua sắm rất là đặc biệt với quần của thương hiệu Ewin, rõ nguồn gốc xuất xứ, được sản xuất ngay tại thị trường Việt Nam quý vị nha. Và mua sắm với chúng tôi thì quý vị hoàn toàn có thể lắng nghe tư vấn của tổng đài viên, cho nên là không có lo cái vấn đề là mình có thể mua về mà rộng chật chẳng hạn. Quý vị cứ cung cấp số đo và chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị một size phù hợp nhất. Với những chị em phụ nữ nào mua sắm giúp cho các quý ông ở trong gia đình của mình thì cũng chỉ cần đơn giản gọi một cuộc điện thoại thôi, đến với tổng đài cung cấp số đo và chúng ta lấy size phù hợp với quý ông nhà mình quý vị nha. Có cả là những chiếc quần đùi như thế này và cả những chiếc áo thun ba lỗ để chúng ta kết hợp nó thành một bộ trang phục mặc nhà cho các quý ông. Đôi khi là chúng ta quan tâm rất là nhiều đến những bộ trang phục mà mình mặc ở bên ngoài đó Minh Trí. Đúng nhưng rồi. Mà bỏ quên là trang phục mặc nhà, chúng ta cũng phải cần đó là thật sự thoải mái, thật sự dễ chịu. Và đặc biệt là nam giới, nếu như chúng ta quá bận rộn thì quý vị có thể truy cập vào website vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ có bảng kích thước tham khảo để chúng ta tự tin chọn lựa những chiếc quần đùi, những chiếc quần lót và đặc biệt là những chiếc áo thun ba lỗ có kích thước phù hợp với kích thước thân hình của mình quý vị và các bạn nha. Hãy nhanh chóng áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. 590.000 đồng chọn một bộ 12 món những chiếc quần lót, quần đùi và áo thun ba lỗ của thương hiệu Ewin. Bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, mức giá 590.000 đồng, bao gồm 12 món, 5 quần đùi, 5 quần lót kiểu bikini và 2 áo thun ba lỗ. Bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, thiết kế trẻ trung, năng động và sành điệu. Bộ quần lót cổ điển với đường chỉ may tinh tế, ôm khít cơ thể. Bộ quần đùi form rộng rãi, dễ chịu và không gò bó trong mọi hoạt động. Áo ba lỗ ôm sát cơ thể, thấm hút mồ hôi cực tốt. Chọn bộ đồ lót nam 12 món của thương hiệu Ewin, thoải mái, dễ chịu và đặc biệt thấm hút mồ hôi tốt. Quần lót bikini 92% cotton và 8% spandex, co giãn 4 chiều. Quần đùi và áo ba lỗ 100% cotton, thoáng mát, hút ẩm tốt.
Trọn bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin. Nhiều kích thước giúp dễ dàng chọn lựa tùy theo chiều cao và trọng lượng của cơ thể. Size M, size L và size XL. Hãy gọi ngay đến tổng đài để được tư vấn về size chính xác nhất. Sử dụng an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nam giới. Quý vị thân mến, để có thể bảo đảm sức khỏe dành cho nam giới, chúng ta thường phải từ 3 đến 6 tháng thay đổi liên tục những chiếc quần lót. Và làm sao để chọn lựa được những chiếc quần lót với kích thước vừa vặn với cơ thể, không chật quá cũng không động quá. Ngày hôm nay trên chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping đang mang lại cho đấng mày râu và nam giới bên trong chính gia đình của mình chọn một bộ với những chiếc quần đùi và quần lót của thương hiệu Ewin. Chúng ta sẽ có ngay 5 chiếc quần lót bikini với kiểu dáng bikini và ôm sát cơ thể với chất liệu 92% là sợi cổ tông và 8% là sợi spandex co giãn, thấm hút mồ hôi cực tốt, giúp cho nam giới có thể tự tin vận động đến môi trường làm việc hoặc tập luyện thể dục thể thao. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm 5 chiếc quần đùi với họa tiết caro và nhiều màu sắc để có thể dễ dàng chọn lựa và thay đổi mỗi ngày. Ngoài ra còn có thêm 2 chiếc áo thun ba lỗ. Những chiếc quần đùi và áo thun ba lỗ với 100% là sợi cô tông, thấm hút mồ hôi cực tốt, dễ dàng giặt phơi. Cho dù là thời tiết nắng nóng hoặc là trong những ngày đông lạnh, chúng ta cũng có thể tự tin trở thành những bộ trang phục mặc nhà có ngay những chiếc quần lót, những chiếc quần đùi và những chiếc áo thun ba lỗ của thương hiệu Ewin với mức giá cực kỳ ưu đãi 590.000 đồng trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Nhẩm tính một bài toán kinh tế, chúng ta sẽ thấy mức giá ngày hôm nay rất là hấp dẫn cho đến số lượng 12 món trong bộ sản phẩm chính của mình. Quý vị các bạn, chúng ta sẽ có ngay đó chính là 5 chiếc quần lót, chất liệu co giãn 4 chiều rất là thoải mái khi mặc và vận động. Chúng ta có thêm 5 chiếc quần đùi nữa, có thể biến nó thành những chiếc quần đùi mặc nhà thoải mái dễ chịu khi mà chúng ta đi ngủ hoặc là khi chúng ta sinh hoạt ở trong gia đình của mình. Và còn có thêm là 2 chiếc áo thun ba lỗ nữa quý vị các bạn. Với bộ sản phẩm này chúng ta có thể là dễ dàng cho vào bên trong vali, trong ba lô của mình mỗi khi mà chúng ta mang đi công tác, hoặc là chúng ta thay mới ngay những chiếc quần lót hay là những chiếc quần đùi đã cũ kỹ ở trong gia đình của mình. Chất liệu không còn tốt, không còn co giãn và bền chắc như trước nữa. Khi quý vị các bạn chúng ta sở hữu bộ sản phẩm này, chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi và mình có thể ngay bây giờ gọi lên tổng đài để cung cấp cho chúng tôi về số đo cơ thể của quý vị để chúng tôi giúp quý vị các bạn chúng ta lựa chọn size M, size L hoặc là size XL quý vị nhé. Các chị em phụ nữ cũng có thể giúp các quý ông mua sắm bằng một cuộc gọi điện thoại mà thôi, 1900 7137, hoặc dễ dàng mua sắm trực tuyến cùng VTV Hyundai.vn. Bộ đồ lót nam 12 món đến từ thương hiệu Ewin, mức giá 590.000 đồng, bao gồm 12 món, 5 quần đùi, 5 quần lót kiểu bikini và 2 áo thun ba lỗ. Quý vị các bạn thân mến, những chiếc quần lót hay là những chiếc quần đùi đóng vai trò rất là quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, bởi vì nó sẽ ôm ấp nâng niu cơ thể của mình trong cả một ngày dài hoặc là cả suốt giấc ngủ của mình quý vị ạ. Và ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn dòng sản phẩm chất lượng của thương hiệu Ewin, dòng sản phẩm được sản xuất ngay tại thị trường Việt Nam. Chúng ta yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm và trọn bộ sản phẩm có đến là 12 món, một số lượng cũng rất là ấn tượng. Và trong những phút còn lại phát sóng chương trình này, một chương trình dành riêng dòng sản phẩm cho nam giới và đấng mày râu bên trong chính gia đình của mình, bởi vì nam giới thường xuyên bận rộn, có thời gian để có thể đi ra ngoài và chọn lựa cho tủ quần áo của mình những chiếc quần lót cũng như những chiếc quần đùi và đặc biệt là những chiếc áo thun ba lỗ. Và đây là một cơ hội để quý vị có thể gọi điện thoại đặt hàng vào số điện thoại 1900 7137, cung cấp về số đo chiều cao và cân nặng để chúng tôi có thể mang đến cho quý vị ba kích thước để dễ dàng lựa chọn size M, size L và size XL, chọn lựa ngay trọn một bộ với 12 món khác nhau đến từ thương hiệu Ewin với 5 chiếc quần đùi, 5 chiếc quần lót và ngay cả 2 chiếc áo thun ba lỗ quý vị và các bạn nha. Cơ hội sở hữu rất là ưu đãi, quý vị hãy thật là nhanh tay để gọi điện thoại về ngay như chúng tôi bây giờ quý vị nha. Cũng biết nghĩ là đôi khi là các chị em phụ nữ cũng sẽ là mua sắm những chiếc quần đùi như thế này dành cho ông xã, dành cho các quý ông yêu thương của mình, thì các chị em cũng hãy nhanh tay gọi điện thoại về cho chúng tôi ở 1900 7137 quý vị nhé. Còn đến đây thì thời gian của chương trình này cũng đã kết thúc rồi. Phụ Miến và Minh Trí xin cảm ơn gia đình mình đã cùng đồng hành. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau trên VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.